1 hecta thu được 10 tấn, lãi được 400 triệu. 2 hecta vườn mới thu hoạch ít nhất là được 15 tấn thì lãi 400 triệu. À, lãi 500 triệu. À, vậy là có tiền để sửa nhà rồi, cứ vợ cho thằng Út nữa. Ôi, ơi, nhện rầy, ôi nhện rầy phá hoại. Vườn sầu riêng xanh tươi tiêu rồi, hàng tốt giá đẹp chính là hàng nông. Dùng thuốc nêu tham xử lý ngay rầy nhện, thuốc tuyệt vời nêu tham tiêu diệt nhện rầy sâu. Phun một cái là ba con chết hết. Ai ơi, sầu riêng tôi vì sao tiêu hết, đã rụng trái non giờ quắn luôn lá non. Thuốc An Nông tập đoàn danh tiên giúp cho cây trồng, hàng An Nông để cao mong giúp cho bà con tiêu diệt tất cả dịch hại sầu. Buồn quá ai. Cái gì đâu buồn. Ai ơi, ai trúng mánh gì đâu, tỷ tỷ xây nhà. Còn chính hả, sầu riêng trái non nó rụng hết trơn à. Chính ơi, chính phải đón xem chương trình Nông Dân Làm Giàu của An Nông và đài phát thanh truyền hình và báo Bình Phước kết hợp với lại tập đoàn An Nông thực hiện, mang lại nhiều kiến thức khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân, giúp cho bà con bảo vệ mùa màng và tăng năng suất kỹ cây trồng nữa. Thiệt không, chính không biết cái chương trình đó, nhưng mà nhà chính có mình ôn nè, chính đâu có làm sể đâu nên bởi vậy năm nay thất thu hết trơn à. Cái non thì rụng hư hỏng hết trơn. Đừng buồn mà má chính. Trời đất ơi, hồi nãy con đứng ngoài nghe con rình hai má nói chuyện, con nghe hai má chị mặt ngứa nghề với sợ luôn á, cho nên xí vô tí chuyện nè. Ví dụ vậy nè. Dạ. Sáng giờ con đi đâu hả má, tưởng đâu là con đi coi thương lái cân sầu riêng nhà mình rồi đó chứ. Báo cáo với má đây nè, đây là bản tính cân sầu riêng của gia đình mình, giờ má chỉ cần nè nhân giá tiền thu gom mà thôi mà. Trời ơi, hài sướng ghê là sướng nha. Có cái thằng con trai trời ơi, nó chăm sóc cái gia đình thấy mê luôn nha. Trời ơi, con đổi lại à. Chính con mình ơi. Vậy mà má chính chê con má, không chịu con làm con rể, cho nên nó đâu có gả cô Nga, Út Nga cho con đâu. Còn nói chính nha, chính mình nhận con làm con rể mà. Con lo gia đình chính gấp đôi gia đình con luôn á. Thằng dạy gái ghê ha. Chưa gì mà đã nịnh bà mẹ vợ rồi hà, thiệt là hết nói. Trời ơi, con Út Nga nó ở trên Sài Gòn á, nó lo học hành dạy học gì đâu á, nó có gì ở đâu. Bởi vậy nhưng mà nói thiệt với hai nha, hai đừng có la nó làm chi, nó nói vậy thôi chứ chắc gì nó làm được. Mà bây giờ đó nha, mà Trinh treo cái giải á, ai mà lo được cái vườn sầu riêng của Trinh, đừng có rụng trái non á, Trinh gả con gái luôn, gả liền. Đừng có buồn, Chính ơi. Chính nói vậy là Chính thua rồi đó nghe. Nó biết cách xử lý sầu riêng đụng trái non đó nha. Thiệt không đó? Thiệt. Đâu Chính nói Chính nghe. Má làm chứng nha. Bây giờ con nói với Chính nghe nè, nếu mà con có cách xử lý được, má Chính gả ok con nghe chưa? Tôi từ trước giờ nói giữ lời không mà. Đâu nói thử tôi nghe coi. Nè, không những con nói nha mà, gia đình truyền thống của con là gia đình đam mê nghệ thuật ca hát. Con là một trong những hiện tượng của gia tộc con, là thần đồng âm nhạc. Con sẽ hát cho Chính nghe nè, má Chính nghe nè. Trời ơi, nói không biết hiểu chưa mà hát hay. Con hát giọng cổ. Con làm được không con? Má tin tưởng con mày làm được rồi, đẩy nhau rồi. Cái ông thân Lê Nga nó nghe mày ca là nó bỏ mày luôn đó. Em nghe Út Nga thích con hát lắm á. Khi trái non đầu đến khi trái non to bằng trái quýt, nên phun bò rô lết để ngăn ngừa hiện tượng rụng trái. Con xuống không được má ơi. Trời ơi, xuống không được thì đi ngang. Non Ủa mày em thấy cái chú nhồng cổ từ từ nó giấu quyền nó non. Cái non là nó non là nó dứt ngang, nó dứt sang đó. Dạ, trời ơi. Con thường thường xuống giọng cổ là cái dứt hò. Trái non, nguyên ta trái non. Cái non kỳ quá. Nhưng mà nói tóm lại là rụng trái non dùng bo rô lết. Bo rô lết, bo rô lết lết. Giai đoạn trái to khoảng chừng 1 ký hơn ngoài đó ha. Thì phải thường xuyên theo dõi, rồi phòng trừ sâu đục trái nè. Rồi phun phòng bằng cái thuốc vi sinh Golden 0.3
EAC. Ồ. Đúng không? Dạ. Bé nói đúng không? Dạ. Nhưng mà cái giai đoạn này á, cái trái nó có cơm rồi nha. Sợ nhất là mưa thối trái. Đó. Yên tâm. Gì nữa? Thối trái đã có rồi. Có gì? Nói chính nghe coi. Mì pha tốt chính là tên thuốc của tập đoàn Thân Thiện An Nông, sản xuất ra giúp trái khỏe nè. Trái khỏe to nhờ thuốc của An Nông. Chuyên trị năm cây ta đa ta ta, vàng lá tháng thư ta đa ta ta, thối trái năm hồng ta đa ta ta, sạch bệnh rồi nghe ta đa ta ta. Trời ơi, hai bác con mình hợp tác bắt sơn trà hay quá. Nhưng mà chưa hết. Còn mình con phải bón cho cây thêm 1-3 kg phân hữu cơ nữa. Phân hữu cơ. Phân hữu cơ chính biết. Mày tưởng hai má con mày biết hát hả? Tao cũng biết hát nè, coi nè nha. Hà cà xê là phân bón tốt, hai bó hà cà xê hứa hẹn vụ lúa bội thu. Trái cây ngon hay rau sạch là bán tăng giá nè. Hà cà xê đến từ Nhật nghe, An Nông nhập phân phối mọi nơi. Hà cà xê là